Bức thư thứ 572 Mọi chuyện đều có nhân quả Đừng oán trách nữa Số phận chẳng nỡ bạn thứ gì cả Ngược lại bạn đang thiếu hụt khả năng đối xử chân thành Và chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống đấy Nếu muốn gặp một người tốt hơn Thì ít nhất bạn cũng phải trở thành một người không tề Nếu muốn tìm một công việc tốt hơn Vậy ít nhất bạn phải có năng lực làm việc và kinh nghiệm tương đối đừng ghen tị vì người khác may mắn cũng đừng quá bận tâm đến họ thay vì tức giận bất bình so bị hơn kém chỉ bằng tự hoàn thiện bản thân trước đã